có đây là chiếc netbook của Toshiba và đây là netbook của Sunny. Toshiba với Sunny thực chất thì đều là hai người mới gia nhập vào thị trường netbook cả. Toshiba được bán chính thức cách đây hơn tháng và rất là chạy. Nghe thông tin Toshiba thì NB200 là mẫu máy tính mà rất chạy của Toshiba. Đây chúng ta sẽ tìm những điểm giống và khác nhau giữa hai máy này. Thì các bạn thấy trước tiên là cái bàn phím, gần như là bàn phím của Toshiba và Sony giống nhau về thiết kế tách biệt, nhưng mà ta thấy là bàn phím của Toshiba to và năng lực cao hơn, mép rất là sát, nhưng mà bàn phím Sony to hơn, phím to hơn. Cả hai máy đều được trang bị màn hình 10 inch. Bàn lên chuột của Toshiba to hơn của Sony, phím cũng to hơn. Đây, hai máy cấu hình giống nhau, ra một ghi CPU 6. Mình sẽ không nói nhiều về cấu hình trong hai máy này, mà chủ yếu nói về cái thiết kế bên ngoài. Đây là phải Sony ở trên, Toshiba ở dưới. Đầu SD, hai bên đều có đầu thẻ SD, một bên thì có Sony có thêm cái memory stick. Sony có thêm nút bật mở wifi và nút bảo máy ở phía trước. Bên hông có thấy bên hông trái thì bố trí của hai USB là gần giống nhau, và len ở bên này bố trí của Sony thì len ở bên tay phải, còn Toshiba thì bên tay phải không có len mà có đầu cắm và khóa chống trộm. Bên cạnh trái là thấy là cả hai đều có lưới tản nhiệt và đầu ra Vega và jack micro và phone Toshiba có thêm một cổng USB phía bên tay trái này và cổng len ở bố trí bên này. Phía sau cả hai máy đều không có bố trí gì cả. Pin của Toshiba cũng là pin 3 cell và là 0.5 là bao nhiêu mAh, nhưng 3 cell chắc là 2001 luôn, có thể là 2001 hoặc 2002.